Tạp chí nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á JBS trực thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có tiền thân là Tạp chí Phát triển Kinh tế, là một tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng khoa học. Tạp chí phát hành hai phiên bản tiếng Anh JBS E phát hành 4 số một năm trên hệ thống của nhà xuất bản quốc tế Emerald. Phiên bản tiếng Việt JBS V xuất bản định kỳ 12 số một năm. Trải qua hơn 30 năm phát triển và hội nhập, tạp chí nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á đang từng bước được nhận diện trên các diễn đàn học thuật quốc tế. Năm 1990 xuất bản ấn phẩm tiếng Việt đầu tiên. Năm 1994 xuất bản ấn phẩm tiếng Anh đầu tiên. Năm 2012, tạp chí đổi tên bản tiếng Anh thành Journal of Economic Development, đồng thời được Bộ Giáo dục và Đào tạo ký phê duyệt triển khai dự án nâng cấp tạp chí bản tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế Scopus giai đoạn 2013-2017. Năm 2015, tham gia vào cơ sở dữ liệu khoa học của Asian Citation Index ACI. Ngày 1 tháng 1 năm 2018, chính thức đổi tên thành tạp chí nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á JBS. Năm 2018, ấn phẩm đầu tiên của JBS hiện diện trên trang trực tuyến của nhà xuất bản quốc tế Emerald. Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ký phê duyệt dự án nâng cấp tạp chí JBS gia nhập Scopus giai đoạn 2020-2023. Năm 2021, JBS là tạp chí đầu tiên của ngành kinh tế tại Việt Nam được công nhận vào Emerging Sources Citation Index (ESCI) và danh mục cơ sở dữ liệu Economics. Như vậy, tính đến hết năm 2021, JBSE đã được chỉ một trong ESCI, Econlit, EBSCO, Cabell's Directories, Discovery Service, Directory of Open Access Journals, Asian Citation Index, Google Scholar, WordCat, RoadQuest. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2022, JBS tăng tốc thực hiện hàng loạt các hoạt động tăng cường tính quốc tế hóa như tổ chức thành công hội thảo khoa học quốc tế về kinh tế và kinh doanh châu Á định kỳ hàng năm với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học quốc tế, tổ chức chuỗi tọa đàm khoa học định kỳ hàng tháng với sự tham gia của các giáo sư là tổng biên tập những tạp chí quốc tế hạng A và A cộng, các nhà nghiên cứu có tầm ảnh hưởng trên cộng đồng khoa học quốc tế. Đồng thời, JBS còn mời được tổng biên tập của các tạp chí hàng đầu thế giới tham gia hội đồng biên tập như tổng biên tập Journal of Economic Theory, Professor Tillman Borgers, tổng biên tập Journal of Labor Economics, Professor Kevin Lang, tổng biên tập Journal of Business Research, Professor Anders Gustafsson, tổng biên tập Journal of Population Economics, Professor Klaus Zimmermann, tổng biên tập Journal of World Business, Professor Azaygor. Bằng quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt, đảm bảo chuẩn mực và chất lượng học thuật của các bài báo khoa học tính từ thời điểm chính thức hiện diện trên nhà xuất bản Emerald, đến nay JBS đã xuất bản được 12 số, 72 bài nghiên cứu, quy tụ 162 tác giả đến từ hơn 30 quốc gia với hơn 75% là tác giả người nước ngoài. Từ đó gia tăng uy tín khoa học, khẳng định chất lượng xuất bản và tăng cường tính nhận diện trong cộng đồng học thuật của JBS nói riêng và UEH nói chung trên toàn cầu. Đồng thời mở rộng mạng lưới liên kết với các nhà khoa học và lan tỏa tri thức. Bằng những nỗ lực và cống hiến bền bỉ, ngày 6 tháng 3 năm 2022, tạp chí JBS đã ghi tên vào danh sách các tạp chí thuộc danh mục Scopus, cơ sở dữ liệu của nhà xuất bản Elsevier Hà Lan, nơi cung cấp các bài báo khoa học đáng tin cậy nhất. Chính thức trở thành tạp chí khối ngành khoa học xã hội và nhân văn, kinh doanh và quản lý đầu tiên của Việt Nam được công nhận vào danh mục Scopus. Với thành tích này, JBS là một trong các trụ cột quan trọng đóng góp vào hành trình nâng cao danh tiếng học thuật của UEH, giúp UEH đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ trên các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Top 551 cộng đại học tốt nhất châu Á năm 2022 QS Asia University Rankings 2022, xếp thứ 376 trong bảng xếp hạng quốc tế các cơ sở nghiên cứu tại châu Á SCI Mago, giữ vị trí một trong số các trường đại học lĩnh vực kinh tế kinh doanh tại Việt Nam về năng lực số hóa và mức độ lan tỏa tài nguyên học thuật Webometrics 2021. Top 25 trường đại học hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực chuyển giao tri thức theo tiêu chuẩn đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời liên tiếp trong 5 năm 2016-2020 U Multirank. Một quá trình nỗ lực bền bỉ, một khát vọng quốc tế hóa của tập thể UEH đang không ngừng được hiện thực hóa để vươn đến những tầm cao mới.